Nha, chào mọi người đang xem cái video này của Tiến. Thì hôm nay mình tiếp tục mình làm về cái con súng bắn đạn cao su. Thì cái con này nó cũng nằm trong cái phân khúc những cái dòng súng bắn đạn cao su mà cao cấp nhất của bên shop Tiến nha. Thì hôm nay mình giới thiệu với các bạn, đây là con Yozaki 914 Auto. Thì cái con này là nó bắn đạn cao su 9mm. Con Yozaki này, riêng về cái dòng của cái nhà sản xuất Yozaki này thì mình phải công nhận là những cái dòng súng nào nó cũng xài nó rất là ok, rất là tốt. 914, 906 rồi mấy cái dòng khác nữa thì nói chung là thông dụng nhất, vẫn là được nhiều người lựa chọn sử dụng nhất ở Việt Nam mình, đó là dòng 914, hoặc là nhỏ hơn nữa là dòng 906 nha. Đây là con Yozaki model 914. Đó, hãng của nó là hãng sản xuất Yozaki nha. Còn cái model của nó là 914. Nó còn một model nữa cũng giống như 914, gọi là 2914, thì nó cũng tương tự như nhau. Thì những cái dòng này nó có chế độ auto luôn, lên đạn một lần là bắn auto. Thì nó cũng bên ngoài cái nó phiên bản nó có nhiều phần màu. Màu trắng chrome, màu xám, cái kiểu này là xám lông chuột nè, rồi màu full đen hết đó, rồi màu ba màu rồi đó, mình thấy ba màu chủ đạo của nó đó. Thì cái cán của nó là ốp gỗ vàng hoặc là cán đen đó. Thì đây nó cán của nó giả gỗ hoặc là cán của nó màu đen, nó ốp vào. Rồi, thì băng của cái 914 này thì nó tầm được 14 viên. Nó được 14 viên nhưng không phải là tầm nữa, mình phải khẳng định là chính xác 14 viên, nó đây là cây 914 nè. Thì nó cũng rất là nhỏ gọn và nó cũng cầm thì nó cái bán nó rất là vừa tay luôn. Nó chế độ của nó là phá an toàn rồi auto các kiểu có đầy đủ hết. Đấy, con 914 nè. Thì mình xin nhắc lại một cái cách giao dịch của shop mình một lần nữa nha, để cho anh em mình biết luôn. Thì hiện tại shop mình chỉ có một cách giao dịch duy nhất thôi, là chuyển khoản nhận hàng. Anh em mình chuyển khoản đầy đủ cho mình hết thì mình mới gửi hàng được cho anh em, không có nhận ship code và cũng không có nhận giao dịch trực tiếp. Để mình lấy cái băng đạn ra, mình vào đạn cho anh em mình xem luôn nha. Thì vào đạn nó cũng rất là nhẹ nhàng thôi, nó không có gì hết. Tốt nhất là mình có một số lưu ý nè, khi mình vào thì băng nó 14 viên, nhưng mà lúc đầu khi mà mọi người lấy về, anh em lấy về thì nó chưa, cái lò xo bên trong nó còn hơi cứng thì mình nên nhét tầm khoảng dưới 10 viên thôi. Nhưng mà lưu ý là đừng có để sẵn cái băng đạn ở nha, cái đạn nó trong băng lâu quá, nên mình đem mình bem chơi rồi về nhà mình tháo ra đi, hoặc mình có để thì cũng để 1-2 viên thôi, để tại khi một mình để đầy quá thì nó nén cái lò xo lâu ngày, cái lò xo của mình nó cứng, không có tốt cho cái băng đạn của mình nha. Lưu ý anh em xài mình nhét vô mấy viên thôi. Thì cái 914 này thật sự xài mình theo cảm nghĩ của mình là nó là một con hàng rất là xứng đáng với giá trị tiền của nó luôn. Nó xài ok mà không có lỗi lầm gì hết. Nói chung là 914 này cực ngon, anh em mua hàng mình khuyên nên sử dụng 914 này, rất là đẹp mà nó ngon nữa, xài nó bền lắm, gắp kiếp đồ của nó ok, đạn điếc rồi nó không có lỗi lầm gì. Nói chung là mình là riêng quan điểm mình là ưng cái con 914 này lắm. Mình lấy đạn thì mình nên chú ý ở trên cái buồng đạn, nên lấy ra hết nha, đừng có để đạn ở trên, nó cực kỳ nguy hiểm. Rồi, anh em mình tin tưởng ủng hộ thì cứ gọi điện trực tiếp cho mình theo số điện thoại mình cũng có để góc trái màn hình nè, 0706 222 435, số điện thoại của Tiến nha. Rồi, mình xin kết thúc cái video giới thiệu về con 914 ở đây nha, Yozaki 914 Auto. Anh em mình xem thì nhớ cho mình một lượt đăng ký và chia sẻ. Rồi, mình xin chào và xin tạm biệt tất cả anh em.